my girl. But I'm used to search inside and put myself deep to make you shower. They compare to you all to me. I am unique. When I walk in, everybody says, who's that chick? Xin chào các bạn, mình là Min và các bạn có biết gì không? Buổi audition của ST319 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây. Đây là cơ hội dành cho những bạn trẻ có tài năng, có đam mê và nhiệt huyết về âm nhạc và mong muốn trở thành một thực tập sinh của ST319. Khi trở thành một thực tập sinh của ST319, các bạn sẽ có cơ hội được đào tạo bởi những giáo viên trẻ hàng đầu Việt Nam. Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa? Hãy tham gia cùng Min ngay! Và đừng quên rằng thời gian cho buổi audition sẽ là vào ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội và 19 tháng 7 tại Sài Gòn nhé! Hy vọng rằng sẽ gặp thật nhiều các bạn trẻ tại đó. Phách tịnh! Xin chào các bạn, chúng mình là ST319. Tháng 7 này ST319 sẽ tổ chức một audition cực kỳ hoành tráng nhằm tìm kiếm những tài năng âm nhạc trẻ. Nếu bạn có tài năng, thực sự tự tin và muốn trở thành thực tập sinh của ST319, đừng bỏ lỡ cơ hội và hãy đến tham gia của chúng mình ngay bây giờ. Audition sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội và ngày 19 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp các bạn tại buổi audition. Phách tịnh! Compare to you all to me, I am unique. When I walk in, everybody says